Có thể nói là yêu hay là ghét ai thì đều là quyền của con người, nhưng mà chúng ta đang sống trong một xã hội có pháp luật, thì dù tất cả dư luận có ủng hộ người đẹp Phương Nga, song nếu cơ quan xét xử là tòa án có đủ chứng cứ khẳng định cô lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì cô vẫn sẽ bị buộc tội. Vậy nên với những vụ việc như thế này, tôi nghĩ là mỗi người có thể giữ thái độ yêu ghét của bản thân, nhưng mà cũng cần trên tinh thần tôn trọng pháp luật. Trước hết là phán xét tinh thần thượng tôn pháp luật của mỗi cá nhân trong vụ án. Và sau nữa, chúng ta cũng rất cần đứng trên tinh thần ấy để có thể đưa ra những phán xét về họ. Và tôi đồng ý với quan điểm này. Dù sao thì câu chuyện về đại gia và chân dài vẫn sẽ là một mối quan hệ muôn thuở. Và quan hệ nào thì cũng có lúc xảy ra chuyện cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Vậy nhưng mà trên thực tế thì những đại gia họ chi tiêu như thế nào cho cuộc sống và các mối quan hệ của mình? Không biết là có khoản riêng nào dành cho các chân dài, các người đẹp hay không? Và để trả lời câu hỏi này thì phóng viên Chào Buổi Tối đã có cuộc trò chuyện với một người có thể coi là đại gia trẻ tuổi vì anh sở hữu nhiều xe cùng với xe sang cùng với những tài sản lớn. Đó là anh Vũ Hữu Lợi, người từng gây ồn ào khi mà sở hữu chiếc siêu xe Lamborghini màu vàng độc nhất tại Việt Nam. Nhiều người thì gọi anh Lợi là đại gia vì anh từng sở hữu những siêu xe rồi có những tài sản cũng khá giá trị. Vậy trong những khoản chi của mình, anh có dành ra một khoản nào cố định để dành cho các chân dài hay không? Tất nhiên là có chứ. Đúng không? Một khoản nhất định ạ? Hoàn toàn có. Bởi vì tôi nghĩ là như thế này, một cái nhà kinh doanh ấy, thì người ta thường hoạch định rất là chi tiết. Cũng giống như bản kế hoạch trong một ngày họ làm những công việc gì, thì cũng giống như cái tài chính của họ, họ sẽ phải hoạch định là cái tài chính, cái khoản nào, đúng không? Khoản nào làm cái gì, khoản nào làm cái gì, nó đều rất là rõ ràng đó. Thế cái đấy thì bạn bè chúng tôi đó thì thường hay gọi một cụm từ rất là vui, đó gọi là tình phí. Sẽ dành ra một cái khoản nhất định, đúng không? Để thật sự trong những trường hợp như tôi vừa nói, có những người bạn gái của mình thực sự ra nếu mà những người đào mỏ thì hoàn toàn khác, đúng không? Chúng tôi tinh lắm, không thể qua mắt được chúng tôi là cái chuyện đào mỏ nó như thế nào, đúng không? Nhưng mà thật sự có những cái cô gái rất là dễ thương, họ cần được giúp đỡ, thì cái đấy chúng tôi gọi là giúp đỡ chứ không hề dùng cái đó để mua họ. Nó có thể nói là câu chuyện đại gia với chân dài thì bao lâu nay đã không còn quá mới mẻ với chúng ta rồi. Thế nhưng đại gia vẫn cứ là phải chân dài. Anh có thể giải thích tại sao nó lại như vậy và có những kiểu chân dài nào mà những đại gia như anh khó có thể chạm tới? Theo tôi nghĩ thì ngày hôm nay giống như là khi người ta bàn một cái câu chuyện nào đó thì nó thường hay thông qua cái bàn nhậu, bởi vì nó là từ xưa đến nay nó vẫn thế. Và đặc biệt trong giới kinh doanh thì cái đấy nó rất là phổ biến. Càng những cái cuộc làm ăn lớn thì trên cái bàn nhậu đấy lại nó phải tương đương theo. Thế thì nó có một cái mốt gọi là các cái cô chân dài đi theo, mà ngày xưa thì người ta gọi là thư ký đó, đúng không? Thì ngày hôm nay thì nó có cái mốt gọi là có các cái cô chân dài đi theo đó, thì thể hiện rằng là mình có một cái người gọi là nâng khăn sửa túi kiểu như thế đó. Thì cái thực sự ra thì cái mốt đó ở trong chúng tôi, trong cái top của chúng tôi hiện nay thì nó vẫn đang diễn ra đó. Nhưng mà cái chuyện mà để chinh phục được một cái người chân dài thật sự nào đó mà mình cố gắng để mà chinh phục á, thì tôi nghĩ là không cần phải như vậy. Tôi không biết mọi người thì như thế nào, nhưng tôi thì tôi chưa có cái khoảnh khắc là phải cay cú để mà chinh phục một cái cô chân dài nào ở trong gọi là tôi xin lỗi là trong giới showbiz, đúng không ạ? Hay là cái một cái người đẹp nào đó thật sự thì. Và tôi phải đặt một câu hỏi nữa là tại sao tôi phải lấy bằng được cô gái đó? Vậy sau đó thì tôi, bởi vì nhà kinh doanh thì bao giờ tôi nói với bạn là có đôi khi cái này nó hơi tế nhị một chút. Có đôi khi mà nhà kinh doanh người ta tính toán cả cái việc đó, đúng không? Chứ không phải là vượt qua tất cả để lấy bằng được cái đó để rồi chả để làm cái gì, thì chúng tôi không thường hay không làm như vậy đâu. Anh nghĩ sao về câu chuyện chia tay đòi quà của một số đại gia Việt hiện nay? Tôi thấy thì như thế này này, cổ nhân cứ để lại một cái câu gọi là bắc thang lên mà hỏi ông trời, đúng không? Cái tiền cho gái rồi thì có đòi được nó hay không? Thì đa phần là không đòi được đâu. Giả sử bạn có đòi được đi chăng nữa đó, thì bạn mất cái lớn hơn rất là nhiều, đó là cái danh dự của bạn. Thế cho nên là khi chúng tôi đó
thì đánh giá rằng những cái trường hợp gần đây, đúng không, là khi chia tay thì đại gia này đại gia kia đại đòi quà. Tôi muốn nói thật sự nhá, đại gia thật sự người ta không bao giờ đòi quà. Tôi muốn nói thật sự nhá, bởi vì người có chưa chắc người ta đã khoe, mà người khoe chưa chắc đã có. Thế cho nên là khi cái việc mà đi đòi quà đấy, nó là một cái gì đó mà thật sự ra chúng tôi không hình dung được đâu, đúng không ạ? Còn khi đã cho người ta rồi, đúng không ạ, và đã trao tay rồi thôi, cái chuyện đó dù sau này cái người đó có đối xử với bạn như thế nào, đó là việc của họ. Còn nếu như một đại gia thật sự không bao giờ đòi quà, còn nếu mà đòi quà thì phải xem lại đại gia đấy có phải là đại gia hay không. Cảm ơn anh Nguyễn Hữu Lợi về những chia sẻ ngày hôm nay.